ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời, thế này mà thầy mình lại bảo thế này chứ. Con ơi, nhớ lấy lời cha ơi, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Ấy à, chả biết hôm nay em mà ra ngõ, em bước chân trái hay chân phải mà em vào cái nhà em chả lấy được cái gì các bác ạ. Sau một hồi lục lọi, em ngoáng em bơi, em thấy trong hộp, em cứ vừa bơi em rút vào túi này các bác đây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Các bác có biết cái tờ giấy này là tờ giấy gì không hả các bác? Giấy gì thế? Úi dồi ôi, giấy xóa đói giảm nghèo. Rồi thế thì đúng số ông là số nhỏ rồi. Ấy, chính vì thế mà em tính cách chuẩn thôi chứ, kẻo chủ nhà nó về, nó toáng lên thì em đây lại mang họa. Đã chả vơ vét được tí của nà gì lại còn như đòn nên chứ này. Em tính đi luôn đi, em chuồn đi, em đi mà em luôn đi trôi khắp. Không may thời nó về nhà em khốn khổ mà để xót xa thời đắng cay ê trẻ. Không nghĩ không may thời nó liều phang một nhát nát mồng tan mẹ. Em đi rồi các bác ấy. Đứng lại. Ui dồi, ui dồi. Dạ em. Em cái gì? Cậu làm cái gì ở đây mà cứ hốt ha hốt hoảng như là thằng ăn trộm thế hả? Ồ, bác này buồn cười thế nhỉ? Em vừa vào đến đây đã lấy được gì đâu mà bác bảo em là chứ thằng ăn trộm mà. Thế à, cậu có biết tôi là ai không? Biết tôi là ai không? Bác là ai thì việc của nhà bác, chứ em quan tâm đến bác làm cái gì ạ? Đều, cậu này rất đều. Cùng chung một thôn một xóm, tắt lửa tối đèn sớm tối có nhau. Ấy thế mà cậu lại bảo là không quan tâm đến bác để làm gì? Bác nói thế thì em biết ngay chứ. Này, nhưng mà thường tình, bác là ai ạ? Tôi tự giới thiệu với cậu, trưởng khu mình, đích thị là tôi. Thế mà cậu đang định chạy đi đâu đấy hả? Thì em đã bảo rồi, em chạy ra ngoài mua gói thuốc với lạng chè, biếu bác về cho bác dai ạ. Đều, cậu rất đều rồi. Mà cái dân của mình cũng rất chi là lạ. Cứ mỗi khi có cán bộ cấp trên đến nhà lại tính chuyện biếu chuyện xén. Thế hôm nay là cậu định biến tôi thành người nhận hối lộ, vừa bẩn vừa đều đấy hả? Tôi nói cho cậu biết nhé, đừng biến tôi thành anh quan tham đến đây gọi dân. Đừng biến tôi cái đồ lưu manh mà tôi đây ghét. Anh chớ coi thường, tôi tống anh luôn lên phường cho hết cái thói tội ương. Em không dám ạ. Thế bác là trưởng khu thật ạ? Ô hay cái cậu này. Thế không thật thì dễ là đùa. Tôi đến trường tôi là trường khu mà cậu còn không biết. Thì em có phải người ở đây đâu mà em biết. Anh Hầm, em có phải lúc nào cũng cập nhật tin tức trong khu ngoài phố đâu mà em biết. Quá đắc trách, quá thờ ơ. Đến trường tôi là trường khu mà cậu còn không biết. Chả thế mà như tôi này, cái vợ chồng nó kề bên cạnh, mỗi khi tôi thấy vợ chồng nó có chuyện gì thì thào là tôi biết ngay là thằng chồng nó phê, con vợ nó khoái. Vì tôi có cái nhìn đi sâu lắm đi, trời trở coi thương nghĩ tôi có con mắt tinh nhà đời. Dân sống thế nào tôi biết ngay, tôi nói cho cậu hay.
ta làm em ái ngại quá. Ngại là đúng, nhưng tôi là trưởng khu mà cậu còn không biết, nhưng tôi thì lại biết rất rõ về cậu. Ô, thế em là ai ạ? Cậu là ai à? Từ từ để tôi còn tra sổ đó chứ. À, đây rồi. Tin là Đỗ Đức Hợp, vợ Đỗ Thị Lý, con trai Đỗ Đức Thế, một gia đình hợp lý thế. À, thế là em tên là Đỗ Đức Hợp ạ. À. Ồ, cái cậu này thế không là Đỗ Đức Hợp thì chắc tôi là Đỗ Đức Hợp. Đến cái tên của mình mà chả có nhớ gì cả. Thôi, cậu vào đây để tôi phổ biến cái này. Vào đây. Dạ, có việc gì đấy ạ? À? Cái việc gì ấy, thì cậu cứ phải để từ từ. Tôi còn phải nghĩ cái đã chứ. À, đúng rồi. Hai hôm trước mình có tổ chức họp khu bàn về chuyện tiêm phòng chó dại. Mà tôi thì cấm nhìn thấy cái mặt cậu đâu hết cả. Nó là thế này nhá. Không biết chi, không biết chi. Chó dại nó căn cản linh tinh, nó căn cản linh tinh. Sao không lo, cho nên coi thường nó, cho nên coi thường nó mà khéo đứt quần, mà khéo đứt quần thì tám chân. Khi nó cắn, khi nó đâm, khi nó xé, kêu thè thè. Lỗi này do ai hay có hay không? Đấy, cậu cứ chủ quan, đêm hôm mà mò ra ngoài đường mà chó dại nó đớp cho thì lúc bấy giờ lỗi tại ai? Dạ em biết rồi ạ. À, thế còn việc gì à, bác à, nói luôn đi ạ. Việc gì ấy để tôi còn nghĩ đã. Là việc này nó vô cùng quan trọng, bởi vì nó liên quan đến vận mệnh của quốc gia ấy, thế cho nên là toàn dân ta là phải chung tay xây dựng. Việc này nó vô cùng quan trọng. Góp phần đi vào làm đẹp quê ta, chẳng khác gì hương sắc ngàn hoa luôn tỏa mát ơi muôn nơi. Có chuyện gì thì bác cứ nói luôn đi, chứ cứ vòng vo mãi từ nãy đến giờ. Ta, cậu cứ để từ từ. Cái chuyện này đó, thôi thì cậu quyên góp cho tôi một cái khoản tiền cho hội chèo. Hội chèo nào ạ? Hội chèo của khu nhà ta đó. Bởi vì họ phục vụ tất cả các quần chúng, cho nên là chúng ta phải chung tay đóng góp. À, thế ra là bác đến đây, bác thu tiền quyên góp cho đội chèo khu ta đấy ạ. Thôi, nhanh lên, chớ có lại qua, nhanh lên rồi tôi còn đến nhà thi, tôi qua nhà lại, rồi tôi con Phi đi về nhà. Mà hôm nay ở nhà là bố cháu thịt gà, tôi về ăn tôi còn nghỉ chứ kề cà cơ mà, chết tôi à. Tiền em thì phải đổ mồ hôi, chứ tự nhiên góp thì phí toi không à. Mà thời này thì kiếm cũng chẳng ra, lấy đâu từ thiện mới lại nhân sinh. Này, con người ta sống nhá là phải có cái tình. Cậu định không đóng góp dân sinh chứ gì? Em không đóng đấy, bác làm gì em thì làm. Không đóng là không xong với tôi. Không đóng nhanh nhì lên đi. Không đóng nhanh nhì lên đi, phạt liền thì nắng đi. Chục công tôi lại lục từ nãy đến giờ. Tình giờ. Bây giờ thời có đóng hay không? Này, em không đóng đấy. Bác làm gì thì làm đi. Không đóng. Cậu không đóng thì không xong với tôi. Còn tôi thì tôi chả làm gì với cậu. Cậu không đóng à? Tôi gọi mấy cậu bảo vệ lôi cổ cậu lên phường. Gọi bảo vệ lôi lên phường. À, mà bác ơi, thế em xin đóng mà mức đóng là bao nhiêu hả bác? Thế có phải không?
thói già lừa ưa nặng. Còn cái việc đóng góp ấy, cái này nó là tùy tâm, đóng bao nhiêu thì nó là tùy ý. Dạ, thế đây em xin đóng góp 10.000 ạ. Cái gì? Cậu đùa với tôi đấy à? Đến cái hộ nghèo nhất trong làng người ta còn đóng được nhiều hơn thế. Vậy mà cậu lại bỏ cô đóng cho tôi những 10.000. Thế thì em phải đóng bao nhiêu hả bác? Cái việc này tôi đã nói với cậu rồi. Đóng bao nhiêu nó là tùy tâm, và góp bao nhiêu nó là tùy ý. Em thấy bác thật là vô lý. Đóng 10.000 thì bác lại cáu đi thôi. Tùy tâm nhưng không phải là chuyện đãi bôi nhé. Còn đóng 10.000 thì tôi vừa mất công, tôi lại vừa mang tiếng. Từ nãy đến giờ bác làm em đau điếng. Thôi, đóng góp bao nhiêu bác nói em dùm. Tôi thì tôi cũng chẳng muốn nói với cậu cho nó chuyện sùm. Nhưng mà còn việc đóng ấy, là bình quân mỗi hộ mình 50.000. Ôi giời ơi, cái gì? 50.000 mà bác lại bảo là tùy tâm. Thôi, nhanh lên, tôi còn phải về. Không là hôm nay là cha con ở nhà cơm nước rồi là nó lại cáu gắt. Thôi, đây, cướp 50 thì 50, bác cầm đi, cướp mà mời bác về cho ạ. Có thế mà cứ phải nói từ nãy đến giờ. Thu thế này đó, là tôi cũng chỉ được có riêng cho tôi có 30.000 đút túi. Úi giời ơi, khiếp, bác ăn gì mà ăn dày thế? Thảo nào làm cán bộ, ai cũng có máu tham. Này, cậu đừng có mà vớ nắm cả đũa. Chứ tôi thu thế này đấy, là công tôi còn đi vận động từng hộ trong làng với tinh thần là phương châm tự nguyện. Cái gì đấy? Hay là thôi được rồi, cậu muốn là để tôi đưa cậu đến phường. Tôi đưa lên đi phường nghề. Gì thì làm, xong rồi mời bác về cho ạ. À, đều, rất đều. Đã xong đâu mà cậu bỏ tôi về. Còn là khi nào xong thì tôi khắc về. Thế lại còn việc gì nữa ạ? À, đã là việc làm là phải công khai ghi chép đàng hoàng tử tế. À, không thì nay mai đó các cậu lại kiện có mà chết tôi à. Đứng yên đó, cậu không được nhoi nhoi, không được bước đi đâu. Cậu ký ngay cho tôi một chữ vào sổ này. Rồi, tôi sẽ về ngay tức khắc. Bác ấy ký chữ gì hả bác? Ô hay nhỉ, ký tên là chủ hộ, tên mình là gì thì ký vào đó. Ô, em tên là gì nhỉ bác nhỉ? Cái cậu này rất là buồn cười, cái tên của mình mà còn không nhớ. Dạ, chả từ nãy đến giờ bác đây cứ cáu chứ, thành ra em quên bố lúc cả tên của mình. Cái cậu này ăn nói cực là linh tinh, tên mình mà chẳng còn nhớ. Cậu tên là trà sổ đã. Đây rồi, Đỗ Đức Hợp, ký ngay xuống dưới, tôi khắc về. Vâng ạ, em ký cho bác ạ. Đây, Đỗ Đức Hợp đây. Ui dồi, chữ em hơi bị đẹp bác nhỉ. Đây ạ. Thế có phải không, cứ phải để nói nhiều. Bây giờ đấy, này lại đây. Cậu biết điều thế là cũng ngoan rồi đấy nhá. Này thế lại cậu lại chạy đi đâu đấy hả? Ồ, thế tiền em thì đóng xong rồi, em đi cho sớm chứ ở lại làm chi? Đi đâu mà cứ vội đi. Thế mình thôi ở lại nó nhớ mất cái gì thì sao? Nhà nó, à nhà em có cái gì mà mất ạ? Cứ vội vàng vàng, y như cái thằng ăn trộm. Ồ, bác vừa bảo với em là chủ nhà, chủ hộ thì còn gì nữa. Thì ai chả biết cậu là chủ nhà, chủ hộ. Mà đây tôi chỉ là ví von một chút thôi.
Chứ còn thì cậu là chủ nhà đức hợp còn tào thao cái chi. Nhưng mà em thấy lạ, căn cứ vào đâu mà bác lại bảo em là chủ nhà chủ hộ à? Tôi căn cứ vào cậu đang giữ nhà giữa nhà cậu thì cậu là chủ nhà. Hỏi đúng. Gì mà hỏi ngu bỏ mẹ gì? Đúng. Em đứng giữa đi. Nhà em quyên góp tiền cho đội văn nghệ thì đương nhiên em phải là chủ nhà chứ còn gì nữa. Thôi xong rồi, bây giờ là tôi đi, tôi còn phải sang mấy nhà đây nhá. Nghe chưa? Vâng ạ, bác về ạ. À mà này, năm hết Tết đến rồi, phải hết sức cẩn thận. Kẻo mà cái thằng trộm này mà nó lùa vào nhà đó, là mất Tết. Vâng. Đi nhá. Vâng, bác về ạ. Này. Ôi giời, cái gì đấy? Bật chưa? Cứ vội vội vàng vàng như là thằng trộm đi đâu đã. Thì em có vội gì đâu. Mà bác ấy vừa bảo với em là chủ nhà, chủ hộ rồi còn gì nữa. Thì tôi có nói sai đâu. Cậu là chủ nhà. Nhưng mà tôi quên cái bút. Đây. Nên quay lại lấy cái bút. Vâng. Không, cái thằng trộm này mà nó vào nó vớ được là tôi. Đi nhá. Vâng, bác về ạ. Đúng là số nhục như số tuất. Vào cái nhà hộ nghèo chả lấy được một cái gì. Lại còn mất bô, nó mất mấy chục ngàn. Tôi thế này thì em cũng đến chuẩn cho mau cho lẹ cho xong phim, chứ kẻo chủ nhà nó về đây thì em lại như đoàn cũng nên chứ này. Ôi giời ơi, cái gì đây? Nhà này vừa mất trộm. Dạ, không ạ. Em không phải thằng ăn trộm. Thế không phải trộm anh này. Dạ, vừa nãy có bác trưởng khu bác ấy vào, bác ấy bảo em là chủ nhà. Là gì? Chủ nhà. Ngang nhiên chủ nhà. Anh chứng minh như tôi anh là chủ nhà. Chứng minh. Thì em đang đứng đây, thì rõ ràng em phải là chủ nhà chứ còn gì nữa bác. Cô đi, đang đứng giữa nhà, tên là chủ nhà. Thế tên gì? Ô, em tên là gì nhỉ? Đấy, bí rồi. Em tên là gì nhỉ các bác nhỉ? Đấy, có cái tên mình cũng chẳng nhớ ra. Rõ ràng tôi quan sát từ xa, nhà này có biểu hiện bị trộm vào cắt khóa. Anh ăn trộm sao mà ghi run đi nếu không ăn trộm làm sao phải sợ anh đúng là phường thang nếu anh không làm chỉ chuyện xấu sao mà anh run thế nói tôi nghe nào anh chính là anh này. Anh nói sao nghe sao mà lạ. Em vẫn đứng đây thì thằng trộm nào dám vào đây ạ? Im ngay không tôi gô cổ lại. Cậu đừng để tôi phải phát điên. Lơ mơ tôi đưa cậu lên phường và giải thích. Dạ em không dám ạ. Có đúng nhà này vừa ấy bị trộm vào cắt khóa không? Đã bảo là không. À đúng rồi bác ạ. Đấy thấy chưa? Tôi nói là cấm có sai. Cậu đừng tưởng tôi câm tay đếc mồm. À nhầm. Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Cậu vào đây. Vào đây tập trung làm cho cái biên bản. Ôi giời ơi, ôi giời, đi đâu mà hấp tấp như thằng trộm. Vào đây. Gì đấy hả bác? Lập cái biên bản mất trộm. Ôi giời, biên bản gì đấy hả bác ơi? Biên bản mất trộm. Ôi giời ơi. Nghe tôi đọc từ ký vào đây. Vâng ạ, bác đọc đi ạ. Tên tôi là Đỗ Đức Hợp. Do không cẩn thận để trộm vào nhà, nay tôi làm đơn này xin nộp phạt 200.000 đồng. Ôi trời ơi, em làm gì có 200.000 mà nộp cho bác ạ? Không nộp hả? Thôi, cậu không cẩn thận để trộm vào nhà, tức là cậu mất tinh thần cảnh giác. Vô lý, hết sức là vô lý. Em mà không nộp cho bác đâu. Không nộp chứ gì? Không nộp hả? Thôi, không nộp cũng chẳng sao, tôi sẽ đưa cậu ra công an giải quyết. Nhưng mà em làm gì có 200.000 mà nộp cho bác ạ? Bác nhìn nhà cửa em đây này, ăn còn chả có mà ăn. Tôi biết hoàn cảnh khó khăn, cho nên mới phạt mỗi lần này thôi. Nếu như cậu chẳng nghe tôi, lên công an nhé, y ôi mà trình bày. Dạ, thôi đây bác ơi, thôi em còn có 100 thôi bác ạ. Bác cầm mới còn đâu 100? 100 á?
100 thì cậu đi lên phường với tôi. Ồ, 100 bác không lấy à? 100. Thôi này, thế thì em với bác cũng lên phường đi. bình tĩnh. Cậu làm gì vất ta tấp. Thôi, 100 thì tôi lấy 100. Vâng ạ. Lần sau cố đủ cho anh vui lòng. Vâng ạ. Ôi trời. Này, lại đi đâu đấy? Đi mua. Em đi mua. Đi đâu, cậu đi đâu? Dạ, em đi mua khóa. Việc gì mà phải đi đâu? Đứng yên ở đó cho nhau lòng. Đây 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 đây. Khóa này anh mới nhặt xong. Bọn trộm nó vật ở trong soi tường. Anh nhìn thấy chú anh thương, bán rẻ cho chú biết đường mà phòng thân. Đây, khóa đây. Em không có tiền mua khóa của bác đâu. Anh đã nói chuyện xong đâu mà sao chú cứ lầu nhầu với anh. Anh biết hoàn cảnh chú khó khăn, không có tiền. Anh bán chịu cho chú. Anh vừa nhận được ngoài kia. Lấy rẻ chú 130 cái. Bác ơi, nhưng mà khóa lại sao khóa lại không có chìa bác? Cái gì đâu. Chú ra cổng chợ hay đầu phố đánh ba cái chìa hết chục bạc chứ bao nhiêu. Anh thề mà bố nói điêu. Khóa lại anh nhặt đúng chiều hôm nay. Bác có cho thì em lấy chứ em không có tiền mua khóa của bác đâu. Chú này cứ phải lo xa. Anh em làng xóm trong nhà chứ đâu. Ghi vào anh lấy lợ sau. Chiều về vợ chú trả bầu làm chi. Em không biết đâu đấy. Thôi thì để anh ghi vào giấy. Lại ghi gì nữa? Anh ghi vào giấy. Chú lợ 130, chiều về vợ chú trả đàng hoàng. Ôi giời ơi, bác vừa bảo với mẹ em là 100, bây giờ lại 130 là thế nào? Chú này tuổi cũng đã cao mà sao ngốc thế. Cứ bảo anh tí cho vào đây. Khóa anh bán đúng 100, 30 tiền lãi anh ghi thêm ấy. Chú cầm nữa thôi. Nếu như bác thì cứ nói chuyện rồi thôi. Thôi nhanh thì em bận. Tí mẹ còn đi đón con. Có mỗi cái việc quản con. Thế mà sao chú lại cứ gòn cãi anh? Anh cũng muốn nói cho nhanh, nhưng mà chú cứ đành hành làm gì. Thôi giờ chú ký cho anh một chữ đấy đi. Mà ký cái gì ạ? Hay cái giấy mua khoa lợi chứ còn cái gì. Không có chữ ký của chú thì mai đòi vợ chú thế nào. Mà ký chữ gì nhỉ bác nhỉ? Hay cái chú này tên là gì thì ký vào đó. Ôi tôi chết rồi, em tên là gì nhỉ các bác nhỉ? Chú cứ đùa dai, Đỗ Đức Hợp vừa nói cấm sai tí nào. Ừ đúng rồi, rồi, đúng rồi, Đỗ Đức Hợp, đúng nhanh, rồi. Nhanh ký vào, để anh còn về cho sớm. Vâng anh ạ. Ký đây. Em ký đây ạ, Đỗ Đức Hợp đây ạ. Rồi ạ, bác ơi, xong rồi đấy bác ạ, chữ đẹp nhỉ bác nhỉ? Còn cái bút của tôi, bút của tôi. Vâng ạ. Thế à, bác về nhá. Thôi, đúng chiều mai tôi sang. Chú nhớ bảo vợ chú để tiền ở nhà, để trả tiền khóa cho tôi nhá. Vâng ạ, bác về ạ. Chào chú. Vâng ạ. Ui dồi ôi, bác về ạ. Bác về ạ. Ui dồi, mày quá. Ui dồi ôi, trần đời, chưa bao giờ em thấy nhục như cái ngày hôm nay. Đã vào cái nhà hộ nghèo để trả lấy được một cái gì rồi. Thế lại còn là mất ra tiền cho đội văn nghệ này, mất tiền cho mấy ông bảo vệ này, loanh quanh mất bố nó trầm rưỡi chứ. Thế này thôi, em tính cũng em đi phán đi thôi. Chứ cứ như thế này thì em đều cũng đến tắc thở mất. Ôi trời ơi, lại ơi. Cái gì nữa? Trộm nó vào ơi. Nhà tôi nó lấy hết đồ đạc quần áo của nhà tôi rồi bà con ơi. Này anh gì ơi, anh có thấy thằng trộm nó vừa ở đây nó ra không? Này này, chị bảo ai là thằng ăn trộm ấy. Tôi chả thấy có thằng ăn trộm nào vào đây cả. Thế anh là ai? Tôi là ai? Không quan trọng. Mà chị là ai? Ôi giời trộm. Ôi giời. Bà Khoan ơi giúp tôi bắt ngay nó. Chị ơi, chị bé bé cái mồm thôi. Tôi đã bảo với chị là tôi không phải thằng ăn trộm rồi. Thế anh là ai? Thôi đúng rồi. Chắc chắn anh là. Tôi đang đứng giữa nhà. Thì đương nhiên tôi phải là chủ nhà chứ còn gì nữa. Ôi giời trộm. Này tôi đã bảo chị là bé bé cái mồm thôi. Thế chị là ai mà chị vào đây? Tôi là chủ nhà. Chị nói chị là chủ nhà. Này, chị chứng minh cho tôi biết chị là chủ nhà. Thì tôi đang ở nhà tôi. Dĩ nhiên tôi là chủ nhà. Thế quán anh là ai? Này, vừa nãy có cái bác cái trưởng khu, trưởng thôn ấy. Bác ấy vào, bác ấy bảo là em là chủ nhà, chủ hộ.
Thế chị có biết bà trưởng khu là ai không ạ? Biết chứ, Phạm Thị Dụ, trưởng khu, biệt danh là Dụ ăn phần chăn mi. Ui, không phải bà ấy. À, này chị ơi, thế chị có biết ông dân phòng là ai không hả chị? Biết quá đi chứ, Trần Huy Giảng, biệt danh là Giảng Săn Khóa. Cũng không phải là ông ấy rồi. À, thế anh là ai? Chị có biết công an khu vực là ai không? Dạ, công an khu vực á, em mà cũng chỉ nghe qua, chứ à, cũng chưa biết mặt, mà cũng chẳng biết tên. Xin giới thiệu với chị, tôi công an khu vực. Anh nói cái gì cơ? Anh nói anh là công an khu vực á? Chính xác, tôi là công an khu vực. Tôi chào chị. Ôi trời ơi, anh quá to thế, làm em giật cả mình. Này, phải chào to thế thì mới đúng điều lệnh công an nhân dân chứ. Tôi chào chị. Mà anh nói anh là công an. Công an gì mà lại mặc quần hở đũng? Cái chị này buồn cười thật đấy. Cái chỗ nhìn thì chị chả nhìn, chị lại nhìn vào cái chỗ hở đũng của tôi là thế nào? Chả là vừa nãy chị thấy không, đây này, tôi mặc thường phục, tôi đi xem xét việc dân tình tội phạm. Tôi đi ngang qua nhà chị, tôi thấy thằng trộm nó lén vào nhà chị, nó cắt khóa. Tôi lao đến, tôi ôm nó, tôi vật nó, thế là nó bỏ nó chạy. Chị biết không, quần tôi nó mới rách thế này đấy chị ạ. À, ra thế. May quá hôm nay có anh đến đây, em mà xin trình bày với anh một việc. Này, công an là bạn với dân, chị trình bày thoải mái. Dạ, anh đợi em một chút. Nó lấy, ôi anh ơi trộm, nó lấy hết sạch của em rồi, anh ơi nó lấy hết sạch rồi. Nó lấy hết sạch nhà của em rồi. Chị nói cái gì đấy? Trộm nó vào nhà chị nhá, nó chả lấy được cái gì của chị đâu. Đơn, nó lấy cái đơn của em rồi anh ơi. Chị ơi, có phải cái đơn này không hả chị? Ui. Đúng, cái đơn này là của em rồi. Mà sao nó lại ở trong người anh thế? À, chả là vừa nãy tôi kể với chị rồi đấy. Thằng trộm nó vào, tôi vật nhau với nó, nó mới rơi ra ngoài nền gạch. Tôi mới tiện tay, tôi đút vào túi thôi chị ạ. Ôi, thế là may phúc cho nhà em rồi. Nếu không có anh ấy, thì mẹ con em có mà chết đói. Này, sao chị lại nói thế? Tôi chả giúp được gì cho chị đâu. Cả nhà em hy vọng vào nó. Không có cái lá đơn này, ai chứng nhận cho em nghèo? Ai chịu bỏ tiền trợ cấp cứu đói cho con em? À, ra là thế. May quá, có anh công an khu vực đến đây, anh ngoáy cho em một phát. Ồ, cái chị này buồn cười thế nhỉ. Tôi là công an khu vực nhá, không phải là trai bao mà chị lại bảo tôi là ngoáy với chả chọc. Anh hiểu sai ý em rồi. Em bảo là anh ngoáy, tức là anh ký cho em một chữ chứng nhận cho em là thực nghèo. Vâng, tôi ký cho chị đấy. Này chị ơi, tôi ký xong rồi chị phải để cho tôi đi đi nhá. Được rồi. Đây chị ạ. Ôi trời ơi, anh ơi, sao anh lại ký Đỗ Đức Hợp? Ôi tôi chết rồi. Đỗ Đức Hợp là tên chồng em mà anh ơi. Ôi trời ơi, từ nãy giờ đi, mình cứ tưởng mình là chủ nhà, thì chết. Anh ngoáy cho em một phát nữa. Nào đây này, Đạo Văn Trích này, công an khu vực này, chữ hơi bị đẹp đấy chị nhà. Rồi. Thôi tôi đi chị nhá. Rồi. Vâng. Anh ơi, chưa đi được đâu anh. Ô, ơi. Lại còn cái gì nữa? Anh đưa em lên phường, có anh ở đó, mấy bác văn thư mới chứng nhận cho em. Nhờ cái uy tín của anh ấy,
Không thì mẹ con em có mà chết đói. Bữa trước em lên ý, họ bảo là em chưa nghèo nên họ không chịu ký. Nếu không có anh ý, thì làm sao mà em lấy được 500.000. Vì 500.000 mà người ta không chịu ký cho chị. Vì 500.000 mà người ta không xác thực cho chị là hộ nghèo, hả? Vâng, anh thương em, thương lấy con em. Thôi được rồi, chị cầm lấy. Tôi cũng chỉ còn có 420 thôi, chị cầm lấy. Không, em không dám lấy tiền của cán bộ đâu. Chị cứ cầm lấy, chị cầm lấy. Không, em không dám lấy tiền của cán bộ đâu. Em không dám cầm đâu ạ. Chị ơi, tôi đã bảo rồi, đây là tiền mồ hôi công sức của tôi chứ không phải là tiền của tôi đi ăn cắp. Chị cứ cầm lấy. Em không dám cầm đâu ạ. Cán bộ cất đi cho em vui. Tôi đã bảo rồi, chị cứ cầm lấy đi. Mai tôi đi lấy của nhà khác. Dạ, mẹ con em biết lấy gì báo đáp ơn đức này cán bộ đã ban cho. Thôi, chị cầm lấy đi, mọi chuyện là chớ có lo. Năm mới Tết đến rồi, chị à bè, chị mua con gà cho các cháu. Dạ, em cảm ơn cán bộ. Cán bộ mà ai cũng tốt, cũng thương dân. Như cái anh công an này, thì dân phải được nhờ biết mấy. Này, tôi nói chị thôi đi. Chị toàn nói những cái lời xúc động thôi. Thực ra thì... Này, thực ra thì sao hả chị? Chị nói đi xem nào. Thực ra thì em thực sự rất cảm ơn. Bởi biết anh đây cũng không phải là người xấu. Chuyện xấu là xấu thế nào? Dù tôi có là thằng ăn cắp nhé. Vâng, em ấy biết anh là tên ăn cắp. Này, ai nói với chị thế? Ai nói với chị thế? Không những em biết nhá, mà bác tổ trưởng dân phòng, bác trưởng khu, họ cũng biết. Ồ, thế sao họ biết, họ lại không bắt tôi hả chị? Thực tình thì những việc anh làm ấy là họ đều biết cả rồi. Nhưng lại muốn khai tâm để cho anh hiểu chuyện. Thế mới biết tính nhân trong anh vẫn còn, chưa hết. Nên mới bày ra cái trò này để kéo anh ra. Anh phải cố gắng làm ăn trí thú thật thà thì mới mong cái tâm mình thanh thản. Thật vậy sao? Đúng đó. Dạ, em chào bác dân phòng và bác trưởng khu. Dạ, em chào hai bác ạ. À, yên tâm, anh không đòi tiền khóa của chú đâu. Vâng ạ. Đều làm người, đừng làm chuyện xấu với nhau. Có như thế đấy thì cái tâm của mình mới an nhiên thanh thản, cậu hiểu chứ? Dạ, em biết rồi ạ. Em xin hứa với các bác là từ nay em sẽ tu tâm tích đức để trở thành người lương thiện có ích cho xã hội ạ. Mình đã xua dần nề bóng tối, phía phía chân nề trời vương tươi nắng mới. Thank you.
khắp đi thăm miền. Ấy tình người còn đi mãi, lỗi lầm rồi cũng qua đi. Ta xa gì lầm và lỗi chi, hãy cứ luôn cho đi không tình.